Tao hỏi trong ngôi nhà quan này có người hay là ma vậy? Chúng tôi mới nghe một... Hả? Có quỷ. Có quỷ hả? Ghê trời. Rồi hôm nay chúng tôi đến đây là muốn giúp đỡ cho Phương Linh. Phương Linh mình có muốn ăn gì hay không? Muốn ăn gà sao? Mày có. Ghê. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại phía sau ngôi nhà quan có hai ngôi mộ của ông bà cụ của anh chị. Thì hôm nay mục đích của mình đến đây để tìm vong. Hồi nãy mình có gửi xe phía bên ngoài. Mình rửa xe luôn đó nha. Mình được em trai rửa xe. Em có chia sẻ. Em nói gần đây á, ngôi nhà này ma nhát kêu bằng thối thần luôn. Bởi vì gần đây có một nhóm họ đến đây họ cầu cơ lúc 12 giờ trưa đó cả nhà. Rồi chắc có thể là họ xin bằng hộc gà đó cả nhà. Rồi vong á nhập vào chú em kia. Cũng như là họ đi có hai người nhưng mà có một người là bị vong nhập. Rồi bắt đầu họ mới chạy ra ngoài lộ, họ mới la làng lên để nhờ người vô cứu. Thì người chú ở kế bên ngôi nhà bỏ hoang này á, ông chạy qua. Ông mới lấy nước á, xối lên đầu. Lúc đó là vong mới ra được, rồi ông lấy thêm một cái món đồ dơ, ông rõ ngay chỗ này nè cả nhà. Vong họ ra, xuất ra. Thành ra từ lúc đó đến ngày hôm nay là nói chung á, chủ nhà không có đến đây đốt nhang cho mà cụ luôn quý anh chị. Mà mình nghe nói á, ở đây trộm dữ lắm. Họ ăn trộm đồ mà tới ban ngày luôn. Cả nhà nghe ghê không? Mà mình không hiểu nổi. Đặt ví dụ bây giờ nhà ông cụ bỏ hoang lâu rồi, đâu còn những cái gì mà có giá trị đâu. Và đem về bán cũng đâu có được bao nhiêu tiền mà làm vậy chi không biết. Thì những cái món đồ đó chắc có thể là họ đem về họ bán để dùng những cái việc mà kiểu như chơi ba cái hàng đá đó nha. Chỉ có những đứa tuổi trẻ nó sùng sòn hay là những đứa mà nó không có nghề nghiệp nó mới làm việc đó thôi. Thì hôm nay mục đích của mình muốn vào để tìm vong. Nếu có vong hồn nào xuất hiện thì mình sẽ giúp đỡ cho họ cúng kiến. Rồi đặt ví dụ họ muốn đi siêu thoát mình sẽ giúp cho họ luôn đó nha. Thì tí nữa mình sẽ vào cái ngôi nhà bỏ hoang của ông bà cụ. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha cả nhà. Cả nhà ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Cả nhà nhớ cho like càng nhiều và nhớ đăng ký kênh và nhớ chia sẻ càng nhiều thì mình có cái động lực mình sẽ làm nhiều cái video để ra hai kênh cho quý anh chị xem. Chứ thật sự hiện giờ gần Tết tới rồi, năm nay YouTube bóp tiền bạc không có nhiều các bạn. Mình nhiều khi muốn nản luôn á, mình làm đôi khi mình lỗ luôn á. Rồi lâu lâu cũng có một anh, một chị vô cho mình 1-2 triệu là mình rất là mừng. Chứ thật sự hiện giờ bèo quá cả nha. Còn hiện giờ mình có một kênh. Kênh này là kênh mới của con mình mới tạo. Kênh làm ẩm thực vlog đó cả nhà. Tên kênh của con mình là tên Phú Quý Vlog. Quý anh chị vào đăng ký kênh ủng hộ cháu ha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình. Có đám cưới bên kia. Mấy cái này mà nó quơ vô áo hay vô quần là nó sẽ dính cả nha. Rồi trái này nè. Cái gì không biết. Cắt ké.
tới tháng này là tới tháng khô nè cả nhà. Mấy cái ao của ông bà cụ nó khô hết rồi. Mình nghe nè, người gửi xe ở ngoài họ nói ông bà cụ ngày xưa giàu có ở trong vùng này cả nhà. Trước mộ của ông bà cụ có trồng được một cây điệp. Điệp này là kêu bằng điệp kiển. Để mình thắp một nén hương nha cả nhà. Dạ ông bà cụ, cho phép con vô nhà của ông bà cụ để tìm hiểu về tâm linh, chứ con không có ý mạo phạm hay là phá tán gì hết trơn nha ông bà. Xin hỏi một tiếng cả nhà ơi, mình đâu có biết được, đôi khi mình không thấy vong của ông bà, nhưng mà có thể ông bà còn quây quẩn ở đây. Tốt nhất là mình xin họ là chắc cú nhất cả nhà, đi tới đâu cũng vậy. Dạ ông bà cụ, cho con xin ghi hình khám phá ngôi nhà của bà cụ nha. Ở đây là những dấu nhang mà nó hơi mới mới là của mình đốt không đó cả nhà, cách 2-3 tháng mình lại lần chứ không có lợi thường. Ở đây có cây sa ri khá là mát mẻ cả nhà ơi. Bị mấy cây này nó móc rồi. Ông nhà quen á. Đó. Mới vừa tới đây. Nghe tiếng động ở trong ngôi nhà sau của ông bà cụ quý anh chị. Nghe tiếng xào xào ta. Trong đó có một cây lau nhà đu đu luôn các bạn. Còn cây thì nó dở to luôn. Nó hỏi trong ngôi nhà quan này có người hay là ma vậy?
Chúng tôi mới nghe một. Hả? Có quỷ. Có quỷ hả? Ghê trời. À, chúng tôi mục đích hôm nay đến đây để tìm hiểu về tâm linh. Hồi nãy chúng tôi có gửi xe phía bên ngoài, nghe nói gần đây có nhóm nào đến đây cầu cơ xin số, rồi có thêm một nhóm đến đây ăn trộm lúc ban ngày, rồi lúc đó là quan hồn của mình có còn đây hay chưa? Có đây hả? À, mục đích của chúng tôi hôm nay đến đây để tìm hiểu về tâm linh. Hôm nay chúng tôi phát hiện ở trong ngôi nhà bỏ hoang này có một vong. À, chúng tôi không biết nam hay nữ ha? Nam hả? Rồi mộ của mình ở gần đây không? Hay không mà mình đến ngôi nhà bỏ hoang này mình ở lâu chưa? Lâu biết sao à? Hả? Lâu biết sao? Mộ phía sau là mộ của ông bà cụ, không lẽ phía bên kia có nghĩa địa nữa? Rồi hôm nay chúng tôi đến đây là muốn giúp đỡ cho vong linh. Vong linh mình có muốn ăn gì hay không? Muốn ăn gà sao? Mày có ghê. Muốn ăn gà sống hả? Trời trời, sao mà bảo hỏng mình không có xin mấy người xin số á, đòi ăn gà sống là được. Bảo hỏng nghe nói có một vong nhập vào, ông nào chạy tá quả ra mày lộ mẹ lúc ban ngày á. Nghe nói có nhập vô luôn đúng không? Rồi hả? Rồi người gửi xe ở ngoài họ nói là có hai người thanh niên vô nhà này xin số, rồi bằng cái kiểu như hột gà đúng không? Rồi bị nhập, có một người bị nhập, rồi chàng thanh niên kia chạy ra ngoài lộ kêu chú ở kế bên qua giúp, kiểu như ông lấy một cái vật gì đó nó hơi dơ dái gõ vô cái ót của người bị nhập là xước ra đúng không? Là ông đúng không? Trời ơi, tôi hồi nãy đến đây á, là tôi gửi xe bên ngoài á, gửi xe nữa, tôi được một người gửi xe và bán nước họ có chia sẻ. Rồi muốn ăn gà đúng không? Muốn ăn gà phải xuất hiện chứ, ở trong đó làm gì mà nãy giờ nghe quét nhà rồi sụt sẹt nghe ghê vậy. Mà nhà hiện giờ là có bao nhiêu vong? Mình hả? Ông năm nay được nhiêu tuổi rồi? 89 tuổi. Vậy 100 mà còn gì nữa? Nghe nói 100 đi. Trời ơi, ông mất lâu chưa? Mất 4 mấy năm rồi. Mất 4 mấy năm mà chưa chịu đi siêu thoát nữa ông? Ở đây ăn uống cho sướng, siêu thoát làm gì? Ăn uống cho sướng hả? Đã ngôi nhà của ông bà cụ đã, ông bà cụ đã mất rồi, bỏ quen. Con cháu của ông hiện giờ cũng không có thời gian đến đây đốt nhang khói. Rồi có ai cúng kiến cho hương linh ăn đâu? Có chứ. Ai? Tao phải kiến cho tụi cầu cơ xin số rồi đây cúng hoài. Rồi ông có cho họ trúng không mà ông đó, ông khiến cho họ đến đây đến đây hoài để làm gì? Có trúng không? Có luôn hả? Ừ. À, nếu mà không có người ta không trúng, người ta đâu có đến đây cúng đúng không? Rồi ông ở đó đi, con vô cúng kiến cho ông hưởng nè. Ông hỏi mình có gà không? Gà ông mới ăn hả?
Gà sống nữa hả? Cá lóc đâu có. Cá lóc sống luôn hả? Cá lóc nướng. Trời ơi, Vong này đòi hỏi quá trời cả nhà. Đòi ăn gà sống, rồi đòi ăn cá lóc nướng. Nhưng mà cá lóc mua ở ngoài chợ được không? Cá lóc nuôi được không? Cá lóc nuôi được không? À, cá lóc gì miễn nướng là được cả nhà. Hôm nay mới đến đây lần đầu đòi hỏi nhiều quá đâu có. Hôm nay thì nói chung có gì thì hưởng cái đó ha. Ổng nói cho ổng ăn no đây rồi cho ổng cho mình trúng số các bạn. Trúng số đặc biệt nha, chứ không tôi không có chơi số đề nha. Không biết hả? Trời ơi. Thường thường á là những cái vong mà trẻ tuổi á là họ mới giật số nổi, còn ông 99 tuổi gần 100 tuổi mà tại sao ông giật số nổi không? À, như vậy là ông kêu con cháu của ông là giật phụ hả? Mỗi một lần số về đầu rồi họ đến đây họ cúng cái gì cho ông? Ông nói họ trúng số họ đến đây họ cúng toàn là bánh bông lan không các bạn. Bánh bông lan thì nó có hột gà trong á. Ông nói họ cúng toàn là bánh bông lan. Mục đích của ông á là muốn là ăn gà sống, gà tươi. Con gà con được không? Con trong ở trong trứng gà. Trứng gà mà gà lộn á được không? Trong đó nó cũng còn tươi nữa. Ông ăn không? Hả? Trong đó có gà nữa hả? Trời trời, ông nói gà giống vậy nè, mày vô đây mày coi tao ăn còn xương không? Ghê ghê trời. Trong đó tôi đã thấy một bộ xương rất là lâu rồi. Không biết bộ xương này là mới hay là cũ. Xương mới đúng không? Gà đâu mà ông có ông ăn tới còn xương không vậy? Ghê trời. Hết hồn hết vía cả nhà. Kỳ trời. Mình thấy hương linh kia là nãy giờ đang ở phía trong các bạn, chứ không phải ở ngoài. Tự nhiên tấm tôn này chuẩn bị rớt xuống luôn mới ghê chứ. Ghê rồi. Như vậy là nhà này dính tâm linh quá nặng luôn. Ghê gớm thiệt. Ông ơi,
đây nè cả nhà. Ổng hay là cái quan hồn nào không biết. Ông ra ngoài đi, tôi cúng kiến cho ông ăn. Trời ơi, ông dọ nữa trời. Trong phòng hả? Đó, ông đang đi phớt phớt trong cái nhà. Nhà này nhìn thấy ớn thì chứ. Ông ra ngoài đi rồi chúng tôi cúng kiến cho ông nè. Ông ra ngoài đi rồi chúng tôi cúng kiến cho hưởng chứ. Ông ở trong nhà này á, chúng tôi cũng muốn vô nhưng mà sợ á, ảnh hưởng đến những cái việc mà đồ đạc. Ông ra đi. Rồi. Ông này ông chơi ông chọn áo vú trời. Ông ở nhà thấy không? Mới ném áo vú nè. Muốn ăn cái gì thì ra đây ăn gà, ăn gì ra đây. Ăn gà mình phải ra chứ. Ăn gà mà ăn núp trong chổng rồi sao cũng được. Áo vú này của ai vậy? Ừ? Của nhỏ cầu cơ sinh số hả? Ông nói dốc. Chắc có thể là ông nhập vào cái ông mà cầu cơ sinh số á, rồi bắt đầu người ta lấy cái áo dơ này nè, người ta mới vũ vô cái đầu ông kia, ông mới xuất ra nè. Đúng rồi. Gần đây người ta mua đồ là nó cúng quá trời cả nhà. Mua nước, mua bánh, cúng xong ăn hết luôn. Cả nhà coi rồi. Họ đến đây họ đốt cành cây khá là nhiều không?
chịu thớ mày nè. Tôi là người đi cúng kiến thôi chứ đâu có xin số gì đâu. Đâu xin xỏ gì đâu. Ông làm gì ông quậy dữ vậy? Cửa tự nhiên. Ông đâu rồi? Cười lại cho ta. Kép sắt này trước kia là mình nhớ ở bên kia các bạn. Sao hôm nay được nằm đây? Sắt có thể à. Ăn trộm vô đây họ tính lấy kép sắt nhưng mà lấy không được các bạn. Lục đồ quá trời luôn. Quá khủng khiếp. Đó, kép sắt này trước kia là nằm bên đó đó cả nhà. Hết hồn một giếc. Đây có điện gì sáng quá vậy ta? Ông nói ông ăn gà còn xương đó nha. Ồ. Ở bên đây nó có một cái lỗ mặt trời lú vô thành ra nó rất là sáng các bạn. Trước kia là mình nhớ xương con mèo nhưng mà hôm nay nó có một bộ xương giống như con tròn các bạn. Ghê gớm không? Quá khủng khiếp. Còn ông đâu rồi? Đồng hồ. Nhà này hôm nay mình cảm thấy gần đây có dân chơi vô lục đồ rất là nhiều. Dễ cũng lục ra luôn các bạn. Dê đồng. Chắc có thể cái này họ bỏ lại là dê nhôm hay là dê đồng ta? Đồng nhôm hay không anh không biết nhưng mà
họ bỏ lại hết. Ông đâu rồi? Phá quá trời ta. Cúng kiến cho ông ăn nè ông ơi. Anh ăn bánh đợi ha. Chịu không? Cái gì? Bữa nay vô lần đầu tiên đâu có biết ở đây có bông muốn ăn gà đâu. Thường thường á đi, nói chung là tôi đi khám phá về tâm linh á, tôi gặp bông là cúng cái gì là họ ăn đó mà. Làm sao không ăn gà cho đây, tao mặc cho ớt ăn. Trời ơi, ông nói lần sau mà không có đem gà vô là ông nhập cho bỏ mạng luôn các bạn. Ghê không? Thì ok, để tôi tìm chỗ nào thích hợp cúng kiến nhau nha. Thế nào? Trời trời, ngoan uống chỗ ngồi ngồi hay có ghế dựa nữa hả? Trời ơi, ghê gớm vậy. Ok, mình đi ra ngoài lấy đồ vô cúng cho ổng các bạn. Ok cả nhà. Mình quyết định cúng ngay vị trí kép sắt. Kéo quạt nó hít vô mít các bạn.
hết hồn bên dưới các bạn. Bởi vì cái mic của mình nó có một cục 500 nè cả nhà. Hết hồn hết dí chứ. Đầu cũng hết hết. Trời ơi, tôi mời ông trăm tuổi vô không được cúng nha.
cúng kiến coi bộ được nè. Còn đâu là mấy thằng sinh số nữa chứ. Ông cho tôi hỏi thăm một xíu anh à, chúng tôi cũng muốn biết tại sao ngôi nhà này có nhiều vong á. Nhà này trước kia có người làm thầy pháp. Dạ hả? Nhà này hay là có thể là ông cụ hay là sao? Ờ, cái thầy ông sợ của ông cụ này á làm thầy pháp. Phải vậy, dông ở cục đất này rất là nhiều. Vậy hả? Cái thời mà ông cố ông sơ của ông cụ chủ nhà này ha, là có làm thầy pháp hả? À, nếu mà dính vào những cái việc mà làm à, ví dụ ông bà đời trước họ làm thầy thì cục đất này mang đến tâm linh thì cái đó là tôi chịu, nhưng mà tôi nghe nói ông cụ ngày xưa rất là giàu á, là do kiểu như cái này theo tôi đoán ha. Thôi bây giờ để Hương Linh trả lời đi, Hương Linh có thể trả lời được không? Tại sao mà đặt cái vụ những người mà họ làm thầy pháp ngày xưa à, đến một khi họ mất rồi à, con tiếng của họ sau này rất là nghèo á. À, tôi chỉ nghe mang máng vậy đó, Hương Linh mình có thể trả lời được không? Ừ? Ý do ngày xưa nó tổ tiên nó làm thầy pháp mà làm việc không thiện à, nên con cháu đời sau bị ảnh hưởng. Ừ. Như vậy là Hương Linh nói đó, là những người mà họ làm thầy pháp ngày xưa là kiểu như ăn tiền đúng không? Ừ, ăn bằng vàng và đất không á. À, là ảnh hưởng cho đời sau á. Ừ. Còn hồi nãy Hương Linh nói là cách đây 100-200 năm về trước mảnh đất này là có thầy pháp, là thầy pháp này có ăn tiền hay không Hương Linh? Ngày xưa họ coi giùm không à, thầy pháp ngày xưa ở nhà này là toàn coi giùm nên con cháu đợi sau của họ sau này rất là giàu. Dễ hả? À. Rồi còn sót những vong kiểu như ngày xưa cho đến ngày hôm nay ha. Ông vậy. Ông có phải binh gia của thầy pháp thời xưa không? Không bé. Thì hồi nãy ông nói nhà này đợi ông cố ông sơ gì đó của ông chủ nhà ngày xưa có làm thầy pháp mà, thì chắc chắn sẽ còn sót quân lại. Tao là bá tước binh của ngày xưa tới nay. Bá tước làm sao? Là giàu có hồi xưa hả? Ừ. À, giàu có rồi có chức phận rồi đúng không? Ngày xưa nếu mà kêu bằng bá tước là giàu, kêu bằng đức gia mà. Rồi ngày xưa ông làm bá tước rồi ông làm những công việc gì? Ta cai quản ruộng đất rất là nhiều. Ờ à, cai quản ruộng đất rất là nhiều. Này rồi ông muốn ăn gà. Tại sao ông kêu mấy người xin số đề đó cúng gà cho ông? Tao có kêu mà nó nghe tao ăn gà sống nó sợ. Tại sao ngươi không sợ? Đúng là người xin
đi khám phá về tâm linh, nếu mà gặp vong thì chúng tôi có cái thuốc phiên rất là hay mà, đâu có sợ được. Còn những người sinh sâu vào đây, ta không dám hiện hình, sợ nó thấy rồi nó chết tại chỗ. Dạ hả? Ta lại mang thêm tội. Rồi muốn ăn gà. Gà hôm nay chúng tôi đến đây không có gà không ơi? Lần sau có lại, nhớ đem gà có lóc ở cho ta. Không có rồi sao? Không có thì đừng lại nữa. Không có thì cũng lại nữa. Ông là tiếu thiệt. Ông đâu vậy? Ông ra đây hỏi thăm xíu đây, thầy bùa ngày xưa là làm những công việc như thế nào quên nữa. À, dịch thiện, anh đây là dịch thiện các bạn. Ông nhận tiền không? Tôi đốt với tiền vàng bạc cho ông nè. Này, không có lắm. Tôi tập để chạy đi. Thôi. Lỡ lấy gà đốt các bạn. Rồi, tôi đốt đây nè. Rồi, gửi cho ông nè, ông đi mua gà ông ăn đây ông ơi. Đã, mình mất lâu rồi. Thì bây giờ mình đừng có nên kêu những người còn sống ở trên trần gian sát sanh nữa, biết không? Cái đó là tội càng nặng nữa. Đúng ra là mình phải kêu cái người giúp vong là mua đồ chay cho mình ăn chứ. Để rửa tội. Ôi, dậy sớm đi. Sắp tới giờ lên rồi. Nhà này em thấy nặng lắm quá. Đang không có chạy cái chạy bó á. Nghe hả? Trời ơi. Ghê. Tới giờ lên là vong về nhiều hả? Hay sao? Là toàn là binh gia của ông thầy không hả? Đúng vậy. Trời. Nghe nổ cục quá cả nhà. Bánh này mình đem ra ngoài mình đổ ở nhà. Dạ tôi đi về nha. Hôm khác nếu mà có dịp nào á, tôi đi ngang đây thì tôi cúng kiến khá hơn nha, đừng có nên sát sanh ông ơi. Bắt cái người đi giúp vong đem gà lại ông ăn sống rồi tội lỗi thêm nữa. Nói chung là tội nó trồng lên đó, rồi khó đi siêu thoát phải không? Thì ok cả nhà, bây giờ mình có thể đi về. Hôm khác mình đến đây mình mua đồ cúng cho họ tôm tất hơn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video.